Xin chào quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với sân vận động Goodison Park để cùng dõi theo cuộc đối đầu giữa hai đội bóng ở hai đầu của bảng xếp hạng. Everton đang ở nhóm cuối bảng. Đến lúc này thì họ mới chỉ có một điểm và đối thủ của Everton ngày hôm nay là một Arsenal đang có một phong độ ấn tượng. Đoạn dài gặp phải chấn thương. Beto là người chơi cao nhất trên mặt trận tấn công. Ramsdale, Gabriel Jesus, Zinchenko, Vieira. Vieira luôn chơi với một nguồn năng lượng cực lớn. Vừa rồi là một đường chuyền hay của Zinchenko. Ben White chuyển về tương đối mạo hiểm khi mà Nketiah đã ngay lập tức gây áp lực. Đây là một trong những lý do mà huấn luyện viên Mikel Arteta lựa chọn Nketiah ở giai đoạn gần đây. Pha giơ tay rất khó hiểu của Onana. Cơ hội Martinelli. Một không cho thủ Arsenal. Một tình huống đứng sững lại nơi hàng tiền vệ của Everton. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Bóng lập bập và các thủ Everton cho rằng Nketiah đã rơi vào vị trí việt vị. Nhưng ở tình huống đó thì trái bóng đã đập vào Beto. Nhưng quả thực cách mà hàng phòng ngự của Everton và đặc biệt là khu vực trung tuyến đứng sững cả lại thì là một điều rất khó hiểu. Đã có lỗi việt vị của Nketiah. Một sự thay đổi người bất đắc dĩ của huấn luyện viên Mikel Arteta. Một bàn thắng hụt. Và sau bàn thắng hụt đó thì Martinelli rời sân với chấn thương. Các cầu thủ tấn công của Everton rất chịu khó lùi về. Ben White, Declan Rice. Cơ hội. Pha xử lý bình tĩnh của Declan Rice. Vieira. Đánh đầu. Vừa rồi là pha bóng vụng về của Leandro Chiosa. Đã Zuma xuất xa. Rất mạnh mẽ Beto. Cơ hội. Liên tục là những cú dứt điểm của các cầu thủ Everton. Rất hợp lý Ben White. Cú dứt điểm tới từ cái chân không thuận. Bóng đi có lực nhưng chưa có được độ hiểm hóc. Vẫn chưa có được những đường chuyền mang tính chất đột biến. Và đây là một đường chuyền đột biến của Arsenal. Cơ hội. Fabio Vieira. Cơ hội. Không được. Đường chuyền ra của Bukayo Saka đã không thể tới được vị trí của các thủ Arsenal. Odegaard vẫn không vào. Liên tục là những tình huống vây hãm khung thành tới từ phía các thủ khách Arsenal. Tấn công vào hành lang trong của Arsenal đã phát huy tác dụng. Trước đó là tình huống tấn công hành lang trong bên trái và vừa rồi ở hành lang trong bên phải. Leandro Rosa vẫn đang là số 19. Cơ hội. Dứt điểm. Bằng một cách nào đó thì hàng phòng ngự của Everton vẫn đang ngăn chặn được những pha dứt điểm tới từ phía cầu thủ Arsenal. Tình huống thoát xuống rất khôn ngoan. Nhưng ngay cả khi đã có một cơ hội thì Doucouré vẫn lùi về kịp thời để có thể truy cản cú dứt điểm ở chính diện khung thành tới từ vị trí của Fabio Vieira. Lần này là một phương án phối hợp khác. Tuyến hai, Zinchenko. Zinchenko cho rằng đã có tình huống dùng tay
truy cản. Rút rất mạnh, đúng là bóng đã chạm vào tay của Tarkowski. Sẽ là một quả ném biên mạnh của Mykolenko. Doucouré, Danjuma, ra chân tương đối nhanh và gọn của Danjuma. Từ một pha bóng lập bập nhưng trái bóng vẫn đến được, không thể dứt điểm này. Odegaard, Bukayo Saka rất nhịp nhàng, cơ một góc cho đội Arsenal. Sau những tình huống phạt góc phối hợp không thành công với những quả treo bóng bổng thì Arsenal đã đưa ra một phương án tiếp cận khác, một cách tiếp cận ở tầm thấp, nhịp nhàng và bài bản hơn. Tình huống chiếm lĩnh khoảng trống rất hay tới từ Leandro Trossard. Một cầu thủ vào sân trong một bối cảnh bất đắc dĩ, nhưng bây giờ anh đang trở thành người hùng của Arsenal vào lúc này. Anh vào sân trong bối cảnh Martinelli gặp phải một chấn thương ở trong hiệp 1. Và hiệp 1 mà hiệp đấu mà Trossard chơi chưa thực sự ấn tượng, nhưng khi bước vào hiệp 2 anh đã lột sắc. Và vừa rồi là một pha đặt lòng không thể cản phá. 1-0 cho Arsenal. Sức ép của họ đã được chuyển hóa thành một bàn thắng quan trọng. Mở bóng rất mạnh. Mykolenko. Một pha phát động tấn công rất hay tới từ Jordan Pickford. Và đó cũng là tình huống hiếm hoi mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Mykolenko xâm nhập tới vòng cấm của Arsenal. Động tác đỡ bước một hơi với khiến cho Mykolenko không thể xử lý nhịp hai tốt hơn. Đường chuyền tốt của Danjuma, Idrissagueye. Cơ hội, Martin Odegaard, rất nhiều khoảng trống. Odegaard. Vẫn đang là thủ Arsenal. Vieira vẫn không vào. Những pha bóng lăn xả liên tiếp của Mykolenko. Nhịp bóng lập bập và ở trong tình huống này các thủ Arsenal có nhiều khoảng trống, có nhiều không gian. Liên tiếp là những pha lăn xả để cứu thua. Rất mạo hiểm. Nathan Patterson cản vớt lên. Và hết giờ. Chiến thắng với cách biệt một bàn vừa đủ của Mikel Arteta cùng với các học trò của ông, với bàn thắng duyệt của Leandro Trossard, đã giúp Arsenal có lần đầu tiên giành thắng lợi tại Goodison Park sau 5 trận đấu không thể giành chiến thắng tại đây. Một chiến thắng đầy vất vả của Arsenal nhưng nó quan trọng và ý nghĩa. Leandro Trossard là một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị một cách bất đắc dĩ, nhưng tiếp tục đóng góp và trở thành người hùng ở trong trận đấu quan trọng ngày hôm nay.